Trưa ngày 18 tháng 9, ca sĩ Hoàng Thùy Linh chính thức gửi thư đến các đơn vị báo chí về những sự việc không hay đã xảy ra ở buổi họp báo Vietnamese Concert của mình. Trong tâm thư, nữ ca sĩ bày tỏ sự hối lỗi và xin được rút kinh nghiệm sâu sắc. Theo đó, Hoàng Thùy Linh gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên cạnh cô vì những thông tin đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người trong hơn 10 ngày vừa qua, khiến mọi người buồn lòng. Hoàng Thùy Linh chia sẻ, Linh xin được rút kinh nghiệm sâu sắc, xin được học hỏi và khéo léo hơn trong giao tiếp, trò chuyện và chia sẻ. Linh còn rất nhiều điều phải học, phải trau dồi từng ngày để được đóng góp một phần nhỏ bé cho nghệ thuật và chưa bao giờ ngừng biết ơn khán giả đã yêu thương. Trước đó, trong họp báo Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh, khi một phóng viên đặt hai câu hỏi về sự chuẩn bị cho khả năng hát live và vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong live show, Hoàng Thùy Linh trả lời rất dài nhưng không hề liên quan đến câu hỏi. Phần trả lời của Hoàng Thùy Linh trước báo chí khiến nhiều khán giả cho rằng không phù hợp, khiến người nghe không thể không nghĩ đến hai chữ trịch thượng, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong văn hóa ứng xử và giao tiếp của một người nghệ sĩ trong mắt công chúng.